Miệng hố khổng lồ này là hậu quả của một vụ nổ tên lửa ở làng Novosofivka thuộc miền nam Ukraine. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số ngôi nhà bị phá hủy trong đợt tập kích tên lửa của Nga hôm 5 tháng 12. Một cư dân 62 tuổi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi vụ nổ xảy ra. Cả hai hàng xóm của tôi đều thiệt mạng. Họ đứng bên xe. Họ đang tiễn con trai và con dâu sống ở một ngôi làng gần đây. Họ đi ra ngoài để tiễn con và đã qua đời. Ôi trời ơi, nhà của họ cũng bị phá hủy. Đó là một cú sốc bi thảm đối với cư dân, cho dù trong suốt nhiều ngày nay họ đã thấp thỏm chờ đợi một cuộc tấn công như vậy. Còi báo động rền rĩ cảnh báo mọi người nhanh chóng tìm nơi tránh tên lửa. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk phải gặp các nhà hoạt động nhân quyền trong một căn hầm ngầm ở Kiev. Đã có một làn sóng tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ukraine và một số tên lửa rơi xuống vùng lân cận Kiev. Bạn có thể hình dung ảnh hưởng ra sao đến mọi người. Chuyện bị tấn công bằng tên lửa đã trở thành bình thường, nhưng rõ ràng là tác động rất lớn đến dân thường, và vì vậy các cuộc tấn công này phải chấm dứt. Hàng ngàn dân thường xuống ga tàu điện ngầm của thủ đô Kiev để tìm sự an toàn và ấm áp. Một số người dành thời gian để vẽ hoặc vuốt ve thú cưng. Một phụ nữ cho biết cô nghĩ các cuộc tấn công đã có tính toán thời điểm vì thời tiết đang lạnh giá. Tôi hy vọng sẽ không có sự tàn phá lớn nào, nhưng họ đợi cho đến khi nhiệt độ xuống âm 5, âm 6 độ, cho đến khi trời trở lạnh. Như chúng tôi có chăn, túi ngủ, khí cắm trại và tàu điện ngầm. Tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua được, cho dù họ gây ra một số thiệt hại ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại, Nga hôm 5 tháng 12 cho biết, 3 quân nhân của họ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào 2 căn cứ không quân của Nga, cách tiền tuyến ở Ukraine hàng trăm km. Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm, nhưng nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công quân sự sâu nhất trong lãnh thổ Nga mà Kiev đã tiến hành kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 5 tháng 12 đã lái chiếc Mercedes qua cây cầu quan trọng nối Nga với Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập hồi năm 2014. Động thái này của Tổng thống Putin diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi các vụ nổ lớn làm gián đoạn giao thông tại đây. Kiev không thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công vào cầu Crimea, mà chỉ nói rằng những vụ việc như vậy là quả báo cho chiến dịch quân sự của Nga. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.